Audio Jungle. Chào các bạn đã quay lại với kênh Lò Mọ. Hôm nay mình lại có một cơ hội để sửa một cái đèn LED siêu khủng này. Nó bị hỏng. Cái đèn này có công suất là 50W, ánh sáng là 6500K. Nguồn điện của nó là từ 165 đến 265V. Đèn này rất khủng, nó có cái chóa để khuếch đại ánh sáng này. Hiện tại thì mình đang cắm điện nhưng mà không thấy nó sáng. Cậy cái vỏ này ra xem là xong như nào. Đây là bên trong rồi, nó rất nhiều bóng led. Các bạn thấy hiện tượng nó hơi nháy nháy không? Các bạn nhìn kỹ các bạn thấy là nó bị nháy nháy. Đây là cái đuôi của nó. Nó có một cái phần nhôm tản nhiệt này. Cái đèn LED này khi hoạt động thì cái lượng nhiệt nó tỏa ra rất là lớn, nên là nó phải có một cái nhôm để tản nhiệt. Nếu mà không có cái tản nhiệt thì chắc chắn là bóng LED sẽ nhanh cháy. Giờ mình sẽ tháo cái đuôi ở trong này ra kiểm tra bên trong đã nhé. Ở đây nó sẽ có 3 con ốc này, bạn con ốc này ra. Đây là cái nguồn của nó. Thông thường nếu cái nguồn nó bị hỏng thì nó sẽ bị hỏng cái con tụ này. Như này mình quan sát là không thấy tụ lồi, không thấy hiện tượng cháy nổ gì cả. Cái tụ này là 33 microfarad và nó có thể chống được cái dòng điện lên đến 400V. Bây giờ mình sẽ lấy cái đồng hồ để đo xem là cái tụ này nó còn hoạt động không nhỉ. Đồng hồ các bạn để thang đo tụ điện này. Có cái ký hiệu này là thang đo tụ. Mình sẽ đo con tụ to này, xem nó có điện dung của nó còn đúng không. Đây, các bạn thấy là nó lên 34,46 microfarad. Chứng tỏ là con tụ này vẫn hoạt động tốt. Mình sẽ loại trừ khả năng do cái nguồn này chết nhá. Bỏ cái khả năng này đi, nguyên nhân đó đi. Như vậy là mình đã loại trừ cái khả năng là do cái nguồn nó chết. Thì bây giờ còn cái nguyên nhân nữa, đó là mình phải kiểm tra các cái mắt LED này, các cái chip LED này. Kiểm tra từng chip LED một, xem là nó chip LED nào nó chết. Tại vì tất cả các chip LED này nó đều mắc nối tiếp với nhau. Chỉ cần một cái chip LED trong cái cả một cái dàn LED này nó chết là tất cả cái dàn LED nào đều nó đều không sáng. Do vậy mà chúng ta cần phải kiểm tra từng cái chip LED một. Ở đây mình quan sát bằng mắt thường thì có 3 cái chip LED nó có cái hiện tượng là đen ở giữa này.
Đấy, các bạn nhìn thấy không? Đấy, có ba cái chip led này. Cái ở giữa này nó bị nặng nhất này, nó bị đen cái ở giữa này. Bây giờ để cho chắc ăn, mình sẽ dùng một cái nguồn 3V để kiểm tra các cái chip led này nhé. Kiểm tra ba cái chip led này xem là nó còn sống hay chết, thực sự là nó sống không. Bằng mắt thường thì mình nhìn thấy là nó bị đen ở đầu, nó đen ở giữa, và khả năng là ba cái chip led nào đã chết rồi. Để chắc ăn, mình sẽ dùng một cái nguồn 3V để mình đo. Mình sẽ dùng một cái nguồn 3V để đo các cái chip led này. Nếu các bạn không có nguồn 3V, các bạn có thể sử dụng hai cái cục pin tiểu này và đấu nối tiếp lại với nhau thì nó cũng sẽ ra là 3V. Mỗi cục pin này là 1.5V, đấu nối tiếp vào nó sẽ ra 3V. Nếu các bạn không có nguồn 3V thì các bạn sử dụng cái hai cục pin này để làm nguồn để đo các cái chip led này. Bây giờ mình sẽ đo nhé. Cái đầu cặp kẹp số nó hơi to, mình kẹp vào hai cái đầu của cái tu vít này để chấm cho nó dễ. Đầu tiên mình sẽ đo một cái chip led bất kỳ nhá. Đấy, các bạn thấy là nó vẫn sáng không? Có ba cặp, có ba cái led nó thành một cặp, cứ ba led thành một cặp. Đấy. Rồi bây giờ mình sẽ đo cái ba cái led của cái mình nhìn vào mắt thường thấy nó bị chết này nhá. Không thấy sáng này. Mình cứ đảo chiều đi. Cũng không sáng này. Chắc chắn là ba cái led này chết rồi. Ba cái led này chết, dẫn tới cả cái dàn led này chết, tại vì nó là mắc nối tiếp nhau. Như vậy là mình đã xác định nguyên nhân rồi. Cách xử lý nó thì một là các bạn sẽ nhả ba cái chip led này ra và thay ba cái chip led mới. Mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cách dễ hơn, đó là mình sẽ dùng một cái dây đồng để chập hai cái đầu cực của cái chip led này lại, thì cả cái mạch này nó sẽ thông nhau. Mình sẽ dùng cái sợi dây đồng này để đấu hai cái cực này, nó chập vào nhau, hai cực của cái chip led bị hỏng này nó chập vào nhau. Đây, các bạn thấy là mình đã nối hai cái cực của cái chip led nó bị hỏng đây này, nối hai cực này với nhau để cho mạch nó thông cho cả cái dàn led này. Bây giờ mình sẽ thử cắm điện nhá, xem nó chạy không nhá. Các bạn thấy là nó đã sáng lại rồi. Ba cái mắt led này coi như là chết rồi, nó sẽ không sáng nữa. Nhưng mà khi lắp cái chóa này vào thì sẽ không nhận biết được. Như vậy là mình đã sửa xong cái đèn led này rồi, không tốn một đồng nào cả, rất là đơn giản thôi. Chấp nhận mất ba cái mắt led này, nhưng mà khi úp cái chóa này vào thì sẽ không nhận biết được. Chóa này nó sẽ là phách tán ánh sáng. Cái đèn led này mua ngoài thị trường chắc phải vài 300 ấy. Nên các bạn khi mà thấy nó không sáng thì đừng vội vứt đi nhá, mình có thể sửa khắc phục được đấy. Rồi, video của mình kết thúc ở đây. Các bạn thấy video hay và bổ ích thì hãy like và chia sẻ giúp mình nhé. Các bạn nhớ đăng ký subscribe kênh của mình để được xem những video mới hơn của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Tạm biệt các bạn và chúc các bạn thành công.